cục gì đó. Trời ơi, màu tóc chưa cưa. Ớt ăn vậy? Nghe cái là ngon lành dữ ha. Lẹ lẹ đi. Ờ, nó lẹ lẹ đó nè. Lẹ lẹ đi, vô cái rồi lẹ đi, đói thối mòn. Mến chào các bạn đến kênh của Ngọc Linh Sứ Dừa nha. Tối nay cuối tuần mà Linh với anh xã chở bé Phở đi xuống nhà của anh trai chơi. Phở cho đây nè con. Hỏi bà Cường đi. Sao mà anh tự nó bật lên rồi bật xuống ngoài anh bim đụng vào kiểu này anh mạnh nhà là bỏ chạy à. Sáng này bạn tôm đây, tôm đây các bạn ơi, chạy á quá mấy cái bán của hồng ngô tiên sinh đừng đưa mấy cái bán chạy cui á, tôm kẹt sông ở dưới Tiền Giang đem lên nha, tôi rõ luôn, mới luộc xong nè, mời các bạn ăn nha. Có dĩa tôm ra là anh cắn tới liền luôn hả? Chú Lộc có đem dĩa tôm ra là anh nhắn tới luôn là sao ta? Lẹ ở dữ à. Phở gì kỳ quá. Đó, tối nay Phở được mẹ với ba chở đi chơi nè, các cô chú ơi. Đi ăn tôm luộc nha. Đi xuống nhà bác Bảy của Phở nha. Bác Bảy của Phở là cũng làm nghề nhân chính giống ba của Phở luôn nè. Đây, ở chỗ bác của Phở là cái mô hình lớn hơn chỗ của Linh nha. Ở đây là có máy để cắt nhôm sinh pha nha. Đó, ở dưới Linh mà có làm nhôm sinh pha là xuống đây cắt nhôm nè. Đó. Chào chị. Cái gì dữ hả? Vô. Cái gì? Bia lửa. Uống bia, bắn bia là phải vô uống phụ hết bia. Mà cái gì đó. Trời ơi, màu tóc chưa cưa. Ớt vậy? Nghe cái là ngon lành dữ ha. Lẹ lẹ đi. Trời, nó lẹ lẹ đó nè. Lẹ đi vô cái rồi, lẹ đi đói thối mòn luôn á. Trời ơi. Trời ơi. Đó. Cũng cỡ à, hai anh em cũng cỡ à. Em không có ai hiểu rồi. Đừng con rác.